Dâu dâu dâu, ba con sâu, trong 500 anh em đã quay trở lại cùng với Amazi trong series bình luận PK Link Server. Và đây là Việt Nam đến từ server Quy Quy. Vâng, tôi nhìn cái chế độ bát môn này, hy vọng, vâng, và rồi nó lại là thất vọng anh em ạ. Vậy là server Quy Quy nó nhá hàng cái chế độ gì nhờ, full smack, full tư chất 15 chỉ một lần duy nhất mà thôi đúng không? Đầu đó nó cho các bạn test nó chỉ tầm 2 tuần, đến tuần thứ 3 này các bạn nhìn này. Đến tuần thứ 3, tuần thứ 4 thì chế độ nó đã vẫn là smack nhưng mà nó không còn là full tư chất 15 nữa anh em ạ. Nó lại chuyển sang smack bình thường. Rất bị bợ đến từ server Quy Quy. Giá như nó để lại chế độ smack mà full tư chất 15 kia thì nó có phải là tuyệt vời hay không? Nhưng mà nó nói không mới cày. Elizabeth của server 149, đừng quên 30 giờ ngày 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Anh em nhớ theo dõi và ủng hộ nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với game đấu đầu tiên. Chúng ta có cheat. Chúng ta có angle. Chúng ta có cheat hỏa nữa. Yêu đi dị anh em. Chế độ smack. Em bạn có cà phê. Eolizy Google. Ồ, rắn này, không con hổ này, khá là tiếc. Có con hổ là thì ngon nhỉ, không có con hổ nào anh em. Không có con hổ nào. Nó lại ngon, không có con hổ nào. Mà đánh vào đấy thì nguy hiểm quá. Thế mà chết con Yori dị kìa. Cay nhè. Cay nhờ. Nổ kiểu đom chùm nhỉ. Nổ đam thôi nha. Có túi nổ đam. Nổ bùm phát này. Anh em thấy hợp lý không? Anh em thấy vẫn là hợp lý không? Chiến thắng đầu tiên dành cho Amici. Chiến thắng 1-0 rồi, chúng ta cùng đến với game đấu số 2 nè. Khá đáng tiếc là không có chế độ full 15 thì nó tuyệt vời hơn đúng không? Cùng đến với game đấu số 2. Lugo của server 346. Mari. Karate. Robert. Vậy là không có Robert mà chỉ có Miku. Tiếp theo chúng ta có Tachibana Ukyo. Đẹp mẹ
hai chị em múa lửa cho bọn tao xem. Hai chị em nhà tao đây tao múa cho mày xem. Hai chị em nhà tao đây tao múa cho mày xem. Múa, múa đây, múa cho nó xem. Ui dồi ôi, lại mút nộ, đúng con không cần mút nộ nha nhà luôn. Ồ, lại áp cả. Múa ở đâu đây nhỉ? Múa sai xìu à? Con mì củ vừa không bút. Nó phải ưu tiên. Ờ, nhẹ nó phải ưu tiên bút cho Chiru. Hai chị em nó phải ưu tiên bút cho nhau ấy. Chiến thắng ở game đấu số 2 dành cho em mình gì, chúng ta cùng đến với game đấu số 3 nào. Cùng đến với game đấu số 3 My Single. Tiếp theo chúng ta có Wit Ramon. Bỏ qua đi nha, một chúng Ramon có pha bút để các kiểu Yori dị. Kula Chit. Ô, Miku đẹp. Ôi dồi ôi, bài này nó lại mắc đẹp à. 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 Ôi, nó đẹp quá nhỉ. Bài này nó lại đẹp trong đẹp à. Nhờ. Bài này người ta gọi là bài đẹp trong đẹp đấy à. À được chết tôi rồi, quên lại mất. Ui mày quá. Mày quá nó. Mày quá con đấy không chết anh em ạ. Quên anh em. Khoảnh khắc quên đấy. Nhờ mày quá níu lại được anh em. May quá khoảnh khắc đấy nó lại líu lại được. Khó chịu nha. Lắc ăn đi vào. Kiểu này mà còn gì vào. Còn loại đá trước đá sau đây là khó chịu nhỉ. Nếu mà ăn đi mà nếu mà cờ lắc rồi được. Mày khó chịu. Hụt
Em toàn lại đam đơn đam dọc, có chịu vãi nhấy. Ây à, nhớ được rồi. Không được rồi, nhảy block là không được rồi. Nhảy block là không được rồi anh em ạ. Mẹ cứ lắc em có độc chiêu nhỉ. Chiêu mày đâu mà cớ lắc. Ui giời ôi, cớ lắc ơi. Sao mày nhảy toàn để nó vào lốc thế mày. Hỏng rồi. Má cớ lắc nhảy hai pha vào lốc kìa anh em kìa. Ui, nhưng chúng ta vẫn còn chiến thắng cuối cùng ạ. À, rất bất ngờ, chúng ta cứ nghĩ là chúng ta thua cơ. May mắn còn Diori nó bị gì nào, nó bị gì nhỉ, choáng à, điều cuối ạ. À, không thì mình hẹo anh nhá. Thì số là 3-0 và cùng đến với game đấu số 4 ạ. Dạo này nhìn mình tàn tã nhỉ, tóc tai bù lù nhù. Diori à đâu, Init đến từ server 12, rất đỉnh. Mari thiếu Terry nữa thôi. Nokuru với khả năng phá bút. Tiếp theo chúng ta có Maxima và Mai các bạn. Ờ, sao mắc mà sao mắc phải Mai chứ. Hao hát thì cũng khỏe, nhưng mà hao hát chưa đến mức cửa là khỏe quá. Mắc em toàn tanh, full tanh này, nghe chừng phải không ổn. Không ổn cho lắm nhầm. Full stun này nghe chừng không ổn cho lắm rồi. Choán. Không có choán nhỉ. Mai nữa rồi, mai là béo, mai nó ăn béo đấm mất mồm rồi. Rồi xong, mẹ nó kìa. Không dùng mai cũng chết, dùng mai cũng chết. Nó mới khổ đi. Nga bên sau này tức đang đéo nữa. Má đỉnh mai còn này ghê quá. Ôi hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng thật rồi. Mẹ ăn đéo có nổ rồi. Ừ, ăn đéo nổ kép nữa rồi anh em ạ. Tôi ba rồi. Ủa, nó xem chí mạng thì thôi. Xác định ăn đéo mẹ tung ra hai trực kỹ rồi anh em. Hai trực kỹ là cái chắc. Mẹ ơi. Phải bíp ạ. Mẹ làm quả chí mịp thật. Vẫn bịp đúng không, làm quả trí quá bịp đến từ vị trí của hào hát. Chúng ta lựa chọn mai là sai, nhẽ phải lấy hào hát đúng không, nhưng mà không giải thích quá nhiều nữa. Cũng đến với game đấu số 6 là à game đấu số 5 nha anh em nhé. Robert Fox anh em. Tiếp theo có Clearit
Kyori dị, rồi Tachibana cũng ngon. Ly sáng phân. Miku leo dị. Khó nhỉ. Không có con hàng nào. Không có con hàng nào để cover ở đây nữa cơ. Không có con hàng nào để cover ở đây rồi. Không có con hàng nào để cover. Con hàng nào à, cover cơ. Sự nó nhịp này vậy. Quá vừa kịp sự nó luôn. Vừa kịp nó hẹo nha nhỉ. Vừa kịp đốt nó chết. Áp lực quá đấy. Quá nhỉ, hai quả block ngon. Hai quả block ngon vãi. Hai quả bên lốc ngon vãi anh em ạ. Hai quả bên lốc ngon vãi. Và chỉ có điệu múa ăn mừng quen thuộc. Cùng đến với game đấu số 6 là game đấu cuối cùng trong clip này nào anh em ơi. ID đến từ server 302. Kula phun từ chất 14 người nha, mình là biết. Tachibana Okio, Ruvo. Vâng, cái tôi cần là Ruvo. Vậy là không có Ruvo mà lại Ruvo bên bạn, lại Long Hổ bên bạn. Còn Kionet bên bạn nữa thì khó chịu nhỉ. Vậy là không có Kionet cũng không có Long Hổ. Có nha. Chịu
Mẹ không giết được nó kìa. Cùng tanh như này nhầm. Canh nó mới khó chịu đây này. Trời thế. Quay sao quay trâu thế. Châu thật. Châu ngoài sức tưởng tượng nhờ. Vừa đủ hẹo với cay nhỉ. Yeah. Vừa đủ hẹo với cay. Vừa đủ hẹo với cay, đừng nói mình là hồi sinh chứ. Nào, hồi sinh hộ cái. Ok, và chiến thắng cuối cùng dành cho MNG trước ID của server 302. Clip này cũng kết thúc lại đây rồi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe, ủng hộ cho mình gì như xem mình làm thì các lên xem vào nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.